Kính chào quý vị đã trở lại với kênh truyền thông Tây Nguyên. Kính thưa quý vị, vừa qua, cộng đồng mạng chia sẻ video Thầy Thích Mật Hạnh tự xưng là A-La-Hán, chỉ trích Sư Minh Tuệ là người vong ân bội nghĩa, đồng thời tuyên bố đập tượng Bồ Tát. Vậy tôi xin chia sẻ phản biện, phân tích đúng sai bài viết này đến với quý vị. Tu viện Chân Như là nơi Sư Minh Tuệ đã tu hành mấy tháng trước khi đi khất thực theo 13 hạnh đầu đà. Vị A-La-Hán này nói về Sư Minh Tuệ rằng: Rồi kế đến bây giờ hiện thời ở ngoài, bây giờ xuất hiện thêm một cái ông mà cái ông thầy Minh Tuệ là đó, ông ở đây 5-6 tháng ở đây. Bây giờ ông đi ra, ông lấy cái đạo, cũng khôn thì ông mượn y áo. Ông mượn y áo của Phật, ông làm giống như Phật vậy. Cái bắt đầu ông đi tới đầu làng xóm trên xóm dưới, ông đi vậy, vừa có cơm ăn ngon mà vừa có người chinh phục ông, vừa có người cho ông Phật sống. Cái điều ác nhất là ông là người vong ân bội nghĩa. Kế đến nữa là dựng pháp của ngoại đạo lên để diêm chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, là tội lắm, lớn lắm chứ đừng có chị. Trong đây còn hồ sơ, còn giấy, ông còn kem trên máy, còn đầy đủ, ngày tháng năm nào còn đủ luôn mà. Đúng. Dạ. Còn pháp danh Minh Tuệ là có sẵn hay là khi vào tu viện rồi có? Hình như là pháp danh Minh Đức, không sửa lại Minh Tuệ. Rồi giờ ông cứ đi nha, theo ông ta nể ông tạo. Thầy Sư Huynh, Sư Thúc mà nói về trò bằng một thứ ngôn ngữ như thế và với cái tâm đố kỵ ganh ghét lên nguồn ngụt đến thế, các vị hãy nghe và tự mình đánh giá về vị trụ trì tự xưng A-La-Hán Thích Mật Hạnh này. Riêng về danh hiệu A-La-Hán mà ông Thích Mật Hạnh này tự xưng, tôi thấy rất giống với người tiền nhiệm của ông ta là Thích Thông Lạc. Tôi biết có nhiều vị tôn xưng trưởng lão Thích Thông Lạc và thường nhắc tôi về vị ấy mỗi khi tôi bàn về Phật giáo. Nhưng thú thực, tôi chưa bao giờ có thể nghe hết một video trọn vẹn của trưởng lão, dù đã cố gắng kiên nhẫn suốt khoảng 10 năm qua. A-La-Hán vô lậu. Thích Mật Hạnh là cháu và hiện là người kế vị trưởng lão Thích Thông Lạc, trụ trì tu viện Chân Như, người đã nói Thích Minh Tuệ là mượn y áo của Phật đi chơi, đi phượt, kiếm ngày bữa ăn. Đúng rồi, Di Đà, Di Lặc, Quán Âm đập hết vì không có mà có cũng không bắt mình được, chết rồi còn đâu mà bắt. Tổ tiên ông bà người ta cũng chết rồi, nên đập luôn, chỉ thờ mỗi thầy Mật Hạnh thôi, vì thầy chưa chết. Xem clips Mật Hạnh nói. Ông Di Đà, ông Quan Âm, ông gì đó, ba ông tôi đập hết. Họ không dám đập, tôi đập. Vì nó không có thờ tầm bậy, thờ cái gì cho nó có chánh kiến, cho nó đúng rồi. Cái người đó họ sợ, có đâu mà bắt sợ, dù có cũng không bắt mình được. Vậy tại sao Mật Hạnh dám cả gan đập tượng mà mọi người tôn thờ? Có phải vì một nhận định của sư phụ Thích Thông Lạc cho rằng trong truyền thuyết Phật giáo Nam Tông không có các vị này? Hay vì việc đặt ra để tôn cao nghiên cứu của Thích Thông Lạc? Hoặc vì đường truyền giáo của Đại Thừa hay Tiểu Thừa mà cho rằng mô phạm của đức tin của nhau? Dẫu là gì thì chúng ta là người trần, mắt thịt, sinh sau đẻ muộn, chưa hiểu hết giáo lý kinh sách của Phật truyền lại hàng ngàn năm trước mà xúc phạm đấng bề trên. Thiết nghĩ, người chân tu mới bước vào học kinh sách của Phật, hoặc người đã gọi là tu lâu năm như thầy Mật Hạnh lại càng không nên. Muốn tìm cho mình con đường giải thoát, theo chân Phật, thì không nên phán bừa hoặc nghe đâu đó mà lập luận sai, hành động xúc phạm đến bề trên mà mọi người đã tôn thờ. Đạo Phật có 84.000 pháp môn, ai tu gì thì tu, ở đâu ra cái thói độc đoán hung hăng ấy? Cái quan trọng nữa là ông này không hiểu gì về sự và lý của mỗi phương pháp. Phật ở trong tâm mỗi người, chứ làm gì có ông Phật nào bên ngoài đâu mà sợ với không sợ. Lại nhớ câu thơ của cụ Đồ Triểu khi tố cáo quân Pháp xâm lược: sống làm chi theo quân tà đạo, quăng vùa hương, xô bàn độc, thấy lại thêm buồn. Suy nghĩ và hành xử của ông Mật Hạnh này rất nguy hiểm vì sẽ gây bất bình trong cộng đồng Phật tử, chà đạp niềm tin của người khác, có nguy cơ chia rẽ tôn giáo. Trước hết nói về A-La-Hán, về chứng quả A-La-Hán mà Thích Mật Hạnh tự xưng chính là tên gọi phiên âm của Arahat. Hay A-La-Hán chính là một từ mượn được phiên âm từ tiếng Phạn là Arahat. Ý nghĩa về tên gọi của A-La-Hán gồm có ba ý chính: sát tặc, vô sanh và ứng cúng. Sát tặc, sát tức là giết, tặc tức là phiền muộn, phiền lo, phiền não. Sát tặc tức là diệt sạch, loại bỏ sạch những phiền não. Vô sanh tức là thoát khỏi vòng sinh tử, luân hồi. Sau khi đạt được cảnh giới Niết Bàn sẽ không chuyển kiếp. Ứng cúng vì công đức tu hạnh và giữ giới luật nên các ngài xứng đáng được chúng sanh cúng dường. A-La-Hán
Điều mà bắt buộc khi được chứng A-la-hán là người đó phải là người đã xuất gia. Những người tu hành từ tỳ kheo hay sa môn, tức là những người bình thường không xuất gia, thì chắc chắn sẽ không bao giờ được chứng đắc A-la-hán, dù cho người đó có công đức và cúng dường bao nhiêu. Chỉ có Đức Phật và các vị A-la-hán mới có đủ khả năng và thẩm quyền để xác chứng thánh quả cao tột này. Ấy vậy mà đời nay có người đã tự nhận, các đệ tử tung hô thầy mình đã chứng đắc A-la-hán. Dĩ nhiên, nếu ai chưa chứng A-la-hán mà nói đã chứng thì mắc tội đại vọng ngữ. Còn vị đã chứng thánh quả A-la-hán rồi, thực sự đó là phước lành cho thế gian. Dù các ngài chẳng nói ra, nhưng chúng ta cũng có thể nhận diện được qua một số dấu hiệu bên ngoài. Đức Phật nói có 9 dấu hiệu để nhận diện một vị thánh A-la-hán. Một là không giết, hai là không lấy trộm, ba là không dâm, bốn là không nói dối, năm không xả đạo, sáu không bị dục chi phối, bảy không bị sân chi phối, tám không bị sợ hãi chi phối, chín không bị nghi chi phối. Chư hiền, ấy là vị lậu tận A-la-hán đã làm xong điều cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích của mình, đã dứt sạch kết sử của hữu, chánh trí giải thoát, xa lìa chín sự. Pháp thoại này cho thấy, người trần mắt thịt như chúng ta cũng có thể dựa vào những biểu hiện bên ngoài để nhận biết một vị thánh. Bậc thánh A-la-hán, ngoài các phẩm chất tuệ sáng, tâm sạch bên trong rất khó thấy, thì hành vi và ứng xử trọn lành lại dễ dàng nhận ra. Thích Mật Hạnh là một điển hình cho ta thấy rõ là A-la-hán dởm. Hầu hết chúng ta là người phàm nên mắt thường không thể nhận biết các bậc thánh, nhất là bậc thánh A-la-hán. Lậu hoặc đã đoạn tận, điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích của mình, đã dứt sạch các kết sử của hữu, với chánh trí đã giải thoát. Như vậy với Thầy Mật Hạnh đã làm được gì chưa? Và hãy tìm hiểu kỹ dưới đây về các vị Phật mà Thầy Mật Hạnh đã phỉ báng. Bồ Tát. Bồ Tát hay còn gọi là Bồ Đề Tát Đỏa. Trong tiếng Phạn, Bồ Tát được gọi là Bodhisattva. Bồ Tát tức là sự giác ngộ và giải thoát. Bồ Tát không chỉ có ý nghĩa tự tu hạnh Bồ Tát, mà còn phổ độ hết thảy chúng sanh thành Phật, thành Bồ Tát. 1. Phật A-di-đà là ai? Trong Phật giáo Đại Thừa hiện nay, vị Phật được tôn thờ nhiều nhất hiện nay, đó là Phật A-di-đà. Vào thời Đức Phật Thế Tự tại Vương ra đời, lúc này có một vị vua tên Kiều Thi Ca, khi ông nghe Đức Phật thuyết pháp, đã bỏ ngôi vua để xuất gia để theo Đức Phật là lấy hiệu là Pháp Tạng. Trong tất cả 48 lời nguyện giúp cứu độ chúng sinh, có một đại nguyện lớn nhất của ông đó, chính là sau khi tu thành Phật, ông sẽ tạo ra một thế giới đẹp đẽ, trong sạch và yên tĩnh nhất. Nơi đó là nơi Ngài sẽ tiếp đón những Phật tử luôn hướng niệm tới Ngài. Bằng sự nỗ lực của bản thân, Ngài đã đạt đến sự tinh khiết và hoàn thiện trong đạo đức, trí tuệ và trở thành Phật A-di-đà. 2. Phật Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Cho đến hiện nay, theo quan điểm Phật giáo Nguyên Thủy, khái niệm Bồ Tát thực sự là không tồn tại. Tuy nhiên, trong các kinh giáo cổ điển như Tạp A Hàm và Tiểu Bộ, Bồ Tát được dùng để chỉ các hậu duệ, tiền thân của Đức Phật, là người luôn kề cạnh và là cánh tay phải đắc lực của Ngài. Mãi đến giai đoạn Phật giáo Đại Thừa, hình tượng Bồ Tát mới được hợp thức hóa và trở nên vô cùng thiêng liêng, cao cả và phi thường. Trên thực tế, các vị Bồ Tát không chỉ tồn tại trong tiềm thức, tưởng tượng và phụ thuộc vào phương diện tình cảm, mà họ hoàn toàn có thật. Có rất nhiều vị ban đầu là những người trần mắt thịt, bình thường như bao người, nhưng nhờ sự tu dưỡng, giác ngộ và công lao cảm hóa con người đã được người đời công nhận với danh xưng Bồ Tát. 3. Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là vị cưỡi đề thính, có khả năng nghe thấy mọi chuyện đúng sai trên đời, nên dân gian hay gọi Ngài là vị Bồ Tát của công lý. Tạo hình của Địa Tạng Vương khá giống với đường Tam Tạng, nên có nhiều người lầm tưởng hai người là một. 4. Di Lặc Bồ Tát. Theo nhiều truyền thuyết, Di Lặc Bồ Tát sẽ xuất hiện vào khoảng vài triệu năm nữa, khi con người đã dần lãng quên Phật giáo, và Ngài chính là truyền nhân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, trên thực tế, Ngài đã xuất hiện cùng thời với Đức Phật và hiện đang tu dưỡng ở cõi đâu, suốt chờ ngày tái sinh dưới gốc cây Long Hoa. 5. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, hay nói ngắn gọn là Văn Thù, mang ý nghĩa của sự tròn đầy, no đủ. Ngài chính là vị Bồ Tát biểu trưng cho trí tuệ, sự thông thái và là một trong những vị Bồ Tát đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong Phật giáo. Theo truyền thuyết, Ngài chính là người thân cận nhất với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,
là người được Đức Phật tin tưởng và nhờ cậy để truyền bá đạo Phật đến với dân chúng. Những bài diễn thuyết của Ngài vô cùng đanh thép, thuyết phục và còn được lưu truyền lại muôn đời. 6. Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát chính là một trong bốn vị Bồ Tát nổi tiếng nhất của Phật giáo. Hình ảnh của Ngài gắn liền với con voi trắng, sáu ngà đứng bên phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với văn thù Sư Lợi Bồ Tát. 7. Đại Thế Chí Bồ Tát. Khi nhắc đến Đại Thế Chí Bồ Tát, người ta nghĩ ngay đến chuỗi anh lạc cùng đóa hoa sen Ngài cầm trên tay. Đại Thế Chí đã dùng trí tuệ tinh tường, sáng tỏ, tỏa ánh hào quang cứu khổ, cứu nạn chúng sinh, cứu vớt họ ra khỏi đống bùn lầy của sự tội lỗi, tù đày. 8. Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Phật Mẫu Chuẩn Đề chính là vị Bồ Tát đem đến sức khỏe, niềm vui, giúp chúng sinh thoát khỏi cảnh bệnh tật, bi thương. Tương truyền, Ngài chính là hóa thân của Quan Thế Âm, mang sứ mệnh cao cả cứu giúp nhân loại. 9. Đại Nhật Như Lai Bồ Tát. Đại Nhật Như Lai chính là đại diện cho sự từ bi ban cho dân chúng, có được sự gia trì vô lượng hào quang của Phật. Giống như ánh sáng của mặt trời trong tên của Ngài, Đại Nhật là biểu hiện cho sự công bằng, không phân biệt cao, thấp, sang, nghèo. Tất cả vạn vật đều được sự phổ chiếu như nhau, hoàn toàn bình đẳng. 10. Mục Kiền Liên Bồ Tát. Mục Kiền Liên là người được biết đến với sự thần thông bậc nhất trong các vị đệ tử của Đức Phật. Bên cạnh đó, Ngài còn được dân gian ca ngợi với tấm lòng hiếu thảo. Nguồn gốc lễ Vu Lan báo hiểu hàng năm hiện nay cũng từ sự tích Ngài cứu mẹ năm ấy mà ra. 11. Hư Không Tạng Bồ Tát. Hư Không Tạng được biết đến là vị Bồ Tát đem đến trí tuệ nhạy bén cho con người. Chính vì thế hiện nay, có rất nhiều gia đình có con cái đang đi học thường thỉnh tượng Hư Không Tạng với mong muốn có được sự thông minh, sáng suốt, đỗ đạt tài cao. 12. Vô Tận Ý Bồ Tát. Vô Tận Ý Bồ Tát là một trong 16 vị Bồ Tát ở hiền kiếp. Theo truyền thuyết lưu lại, Ngài hiện đang hiện hữu trong cõi bất thuấn của Như Lai Phổ Hiền ở phương Đông. 13. Bồ Tát Thường Bất Khinh. Trong tập Kinh Pháp Hoa, hình tượng Bồ Tát Thường Bất Khinh được xây dựng thông qua hoàng đi lễ kính. Cho dù bị lăng nhục hay đánh đập, Ngài vẫn cúi đầu kính cẩn. Tuy nhiên, cũng chính nhờ sự vị tha, nhẫn nhục đã giúp Bồ Tát Thường Bất Khinh cảm hóa được nhiều số phận cơ lỡ, khuyên dạy mọi người về lợi ích của sự nhẫn nhịn. 14. Bồ Tát Hộ Minh. Từ thời kỳ hiền kiếp, Hộ Minh Bồ Tát đã có chuyến du hành đến gặp Phật Ca Diếp, được Phật Ca Diếp thọ ký với danh hiệu Thích Ca Mâu Ni. Hiện nay Phật Di Lặc đã thay thế Ngài, tu ở cõi đâu, suốt chờ ngày tái sinh. 15. Diệu Âm Đại Bồ Tát. Diệu Âm mang ý nghĩa là một thoại âm thanh huyền diệu, màu nhiệm. Đây chính là vị Bồ Tát thứ ba được hưởng phúc trình bày trong hạnh môn. Vị Bồ Tát thứ nhất và thứ hai, Thường Bất Khinh Bồ Tát và Dược Vương Bồ Tát đã nói ở trên. Như vậy, những vị Bồ Tát mà mật hạnh đòi đạp chính là những vị Bồ Tát này. Dầu rằng các vị Bồ Tát trên có thật hay không có thật, thì thích mật hạnh cũng không nên xem thường và hành động lỗ mãng như vậy. Vì theo kinh sách thì các vị Bồ Tát này đã ăn sâu vào đức tin của mỗi người con của Phật giáo. Tóm lại, Đạo Phật không chủ trương hay trông chờ quyền năng của bậc cứu thế. Mỗi người phải chịu trách nhiệm trước nghiệp lực của mình, thế nên phải tỉnh thức để tự cứu mình, chứ trông chờ ai đến cứu. Các vị A-La-Hán có xuất hiện cũng không cứu được. Ngài có thể khai thị, chỉ bày cho chúng ta ngọn đèn hay hòn đảo, còn chúng ta phải tự nương tựa hòn đảo chính mình, phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Qua bài phản biện trên, tôi nhận xét rằng Sư Minh Tuệ rời tu viện Chân Như là nhận định đúng sáng suốt của Sư. Bởi lẽ giáo pháp không phù hợp mà huynh đệ ở đây càng không phù hợp với cách tu tập của Sư. Có bài viết Hành Giá Minh Tuệ từng tu tập ở Chùa Am và chịu am và chịu ảnh hưởng sâu của Hòa Thượng Thích Thông Lạc, tôi cho là không chân thật. Nếu đất lành thì chim đã đậu. Ai chưa đăng ký kênh, hãy ủng hộ kênh một đăng ký. Và cũng đừng quên nhấn vào nút chuông theo dõi để được nhận thông báo những video mới nhất phát hành vào lần sau. Và bây giờ kênh xin được phép tạm dừng video ở đây. Cảm ơn quý vị cùng các anh chị em đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.